Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 2018 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập những câu chuyện nhân quả tập 40. Khi mỗi ngày công phu xong, chúng ta đều đọc vài công đoạn trong quyển sách An Sĩ Toàn Thư để học tập về nhân quả. Ấn Tổ Ngài dạy rằng người học Phật mà nếu không học nhân quả cho sâu sắc thì nhất định chúng ta dễ đi lầm đường lạc lối. Từ nơi đó mà khi đọc mấy công đoạn trong quyển sách An Sĩ Toàn Thư này để học tập thì chúng ta hiểu biết thêm chỗ nào là tạo phước vô cùng thù thắng và chỗ nào là tạo nghiệp rõ ràng, để chúng ta biết tránh những chỗ tội lỗi và phát triển những chỗ phước duyên. Cả đại chúng chúng ta sáng nào thì quý vị cũng ngồi được nghe chia sẻ Phật Pháp, nhưng chùa chúng ta thức quá sớm nên quý vị khi ngồi thì những đứa ở trên đây nhìn xuống thấy rất là nhiều người hôn trầm, hoặc là gắng cố gắng ngồi mà nghe nên cái nghe nó không tiếp thu được nhiều. Nhưng quý vị phải nhớ chỗ quan trọng nhất người tu tịnh độ chúng ta là giữ được câu A Di Đà Phật. Quý vị chỉ cần siêng năng giữ được câu A Di Đà Phật này, chắc chắn rằng là tin sâu nhân quả và tạo phước duyên rất lớn. Khi mà mình siêng năng mình niệm câu Phật hiệu này, niệm lâu dài đó, thì quý vị biết rằng là những cái chỗ vọng tưởng nè, tâm mà nghĩ đâu này nghĩ đâu kia nè, rồi các cụ mà nhớ về gia đình, nhớ về con cái nè, cũng nhờ ngay cái chỗ mà nhớ câu Phật hiệu, niệm câu Phật hiệu này mà dẹp hết những cái tâm đó. Nhân đức nói bảo đảm, một người mà tu không tiến, tu mà muốn bỏ chùa đi hoặc là hướng ngoại cảnh là người này không thích niệm Phật. Họ nói rằng họ cũng thích nhưng họ không niệm. Tuy họ cũng thích niệm Phật nhưng cái hướng ngoại cảnh của họ cao hơn là thích niệm Phật. Và tuy họ tu hành nhưng tâm sanh tử của họ không đặt nặng, vì họ nghĩ cái chết chưa đến. Chỗ này chư tổ sư nói rằng bạn công phu không đắc lực. Nếu muốn công phu đắc lực thì phải thường nhắc nhở mình sanh tử là đại sự. Khi nhắc nhở mình được chỗ này thì xin thưa quý vị, chúng ta sẽ luôn luôn trân quý mỗi một thời gian để nghĩ tốt làm tốt. Nếu quý vị học được nhân quả thì phải nhớ khi mình còn sức khỏe, còn làm được, cố gắng dung bồi công đức phước báo nhân duyên. Khi dung bồi được chỗ này thì càng về sau quý vị càng có hương vị với Phật Pháp. Cố gắng chịu cực lúc còn trẻ, chịu khó khi còn trẻ. Những đức chia sẻ cho quý vị nghe rằng là có nhiều lúc mà cái đầu những đức mà tính công việc đó, nó tính đến cái mức mà nó muốn nổ tung cái đầu lên vậy đó.
không có đơn giản. 300 người này mà quý vị có thể ôm xô mà quý vị sắp xếp hết để cho cái đạo tràng được bình yên mà tu học, không có đơn giản đâu quý vị à. Không đơn giản đâu. Sắp để mà nội bộ này đừng có lộn xộn, đừng có nhóm này nhóm kia đứng lên để mà quấy rối được là cả một vấn đề đó. Không đơn giản đó. Phải dùng chất xám rất nhiều đó. Như vậy thì dùng đầu óc này nhiều như vậy thì chắc chắn là mệt lắm đó. Rất mệt đó. Những đức nhờ được đúng một chỗ, chỉ cần những đức ngủ được một giấc, những đức thức dậy là trở lại trạng thái bình thường. Từ ngay chỗ này nên những đức thường nhắc nhở chính mình, cố gắng đi, phải cố gắng. Khi mày lớn tuổi, mày già rồi đó, thì lúc đó nhờ cái nhân duyên phước báo mà mày trồng cái lúc còn trẻ này nè, mày mới tu được và tâm mới định được. Quý vị nhớ, công đức phước báo nhân duyên thì mới giúp cho tâm mình định. Nó không có hướng ngoại là tâm định được một chút. Còn nếu không là cái tâm này cũng như con khỉ vậy đó. Nó nhảy đầu này, nó nhảy đầu kia, nó suy nghĩ đi chỗ này, đi chỗ nọ để tìm phương pháp. Nhưng khi mà nó định được một chút rồi là quý vị nắm một phương pháp cho chắc, lâu dài về sau nó có kết quả. Nó có kết quả. Thí dụ như hôm qua buổi chiều Nhân Đức không có lên công phu, là Nhân Đức ở dưới lớp đệ tử quy, Nhân Đức tụng kinh chứ thu âm, muốn tụng được một cuốn kinh để cho Phật tử nghe bộ kinh này thôi. Tụng nghe, và tụng được một cuốn kinh là khi tổ chức pháp hội đó, là đem cái quyển kinh mà mình tụng này ra là cho đại chúng tụng nguyên cung, và thu âm lại hai thờ tu từ 9 giờ sáng cho đến thờ buổi chiều là 2 giờ, thu âm lại hai thờ đó. Chỗ nào mà những đức chưa vừa bụng là những đức rất là cố gắng phải làm cho bằng được. Khoảng 2 tháng nay những đức chiều nào những đức cũng tụng mấy cái phẩm kinh mà những đức chưa quen, hôm nay nó đã quen à. Phải kiên trì đó. Dù bận bịu cỡ nào đi chăng nữa, những đức cũng sắp xếp thời gian buổi chiều tụng kinh, tụng để cho quen. Nhất định là mình phải thu âm lại cho coi được. Phải có tâm quyết như vậy, chúng ta biết được rằng Phật pháp này, người mà sáng đạo là Đức Bổn Sư chúng ta. Quý vị coi lịch sử sơ qua thôi, quý vị thấy nếu mà lè tè như chúng ta thì làm gì mà có giáo pháp để lại cho chúng sanh. Nếu chúng ta mà lè tè thì quý vị nghĩ làm sao chúng ta tiếp nhận nổi giáo pháp của Phật. Quý vị coi sơ qua lịch sử của Phật đó, cái đó là một số công đoạn ít thôi đó nghe. Mà cái chỗ cố công, cố gắng của Ngài đến cái mức mà không thể bàn nổi. Từ nơi đó mà thế gian mới xưng là Bậc Thế Tôn, Bậc Tôn quý nhất. Thì bây giờ chúng ta gặp được giáo pháp rồi, chúng ta phải cố công cố gắng chứ. Nếu bây giờ mà mỗi ngày mình đổ thừa rằng là vì mệt quá, vì buồn ngủ quá nên không lên tu nổi, vậy thì nói gì nữa. Nói gì đến cái chỗ mà muốn một đời này giải thoát nữa quý vị. Đâu có thể nào mà người mà không có dũng khí mà có thể mà tiếp nhận giáo pháp nổi. Phải có tâm kiên cường mạnh mẽ lắm á.
Khi tụng hồi kinh ở dưới lớp Đệ Tử Quy, những đức nghe lại thấy thu âm ở dưới đó nó không đạt. Nguyên một buổi những đức tu, nó đều là vọng tưởng về chỗ đó. Thì quý vị biết rằng là cái tâm của những đức khi làm cái gì, những đức chú tâm dữ lắm. Những đức nhất định là phải suy nghĩ ra cho bằng được, biết rằng chỗ đó cũng là kẻ phàm phu, nhưng mà ít gì cũng có tâm quyết. Những đức phải suy nghĩ ra cho bằng được, tính làm sao mà chúng tu được, rồi mình phải thu âm ở trên đây được nè. Thì những đức tính ra là sáng ngày mai những đức niệm Phật chậm chậm một chút là cho tụng kinh luôn. Rồi lễ Phật xong hết, những đức không nói chuyện, mà những đức sẽ tụng kinh buổi sáng, sẽ thu âm được ở đây, mà chúng cũng công phu xong, quý vị ra ngoài về lại phòng hết, những đức ở đây tụng kinh thu âm ở trên đây. Phải có tâm quyết chúng ta mới chú tâm như vậy. Vì sao mà chú tâm như vậy? Cho chúng sanh nhờ chứ không phải là cho mình. Nhưng quý vị phải nhớ rằng cho người ta nhờ là cho mình nhờ đó. Cái nhân quả là như vậy đó. Nghĩ cho người ta là mình được đó. Nếu mà mình còn trẻ mà mình có cái tâm hy sinh vậy đó, thì tới cái tuổi già của mình, sự tu đạo của mình nó mới tiến. Chứ còn trẻ này nó chưa tiến. Nếu mà quý vị không có tâm gì chúng sanh, phải lót cái nền móng là hết lòng hết dạ phục vụ chúng sanh đó, để chồng nhân duyên phước báo của mình được dày, để cái tuổi già của mình mới niệm Phật vô cùng là đặc biệt. Phải có cái tâm hy sinh. Những đức muốn nêu lên điều này để cho đại chúng trong chùa hay tất cả những người học được Phật pháp, không phải lè tè, không phải là mình mỗi ngày khó hơn chút là chạy trốn, mà quý vị có thể mà tiếp nhận giáo pháp của Phật nổi đâu quý vị. Dù quý vị có mỗi ngày tu hành đó, nhưng mà nói đời này giải thoát thì chắc còn xa lắm đó. Xa lắm. Phải kiên trì lắm kìa, chịu khó lắm kìa, không đơn giản đâu. Nên Phật đã dạy mà, phải tự đốt đuốc mà đi. Đức Phật thì truyền lại giáo pháp, tới đời của chúng ta thì mỗi người phải tự đốt đuốc mà đi. Có người hướng đạo, còn mình thì nghe đạo thì mình phải cố gắng mình làm, thì nó có lợi ích lớn cho chính mình. Còn nếu mình không cố gắng làm thì ai làm giùm mình quý vị? Những đức cũng rất là may mắn, cái nhân duyên của những đức nó đưa những đức vào cái chỗ là dù cỡ nào mình cũng phải cố công miệt mài. Nên làm viết rồi nó cho mình được một cái tư tưởng kiên trì, nó không có cơ hội giải đãi được. Quý vị nhìn đi, đúng không? Đúng là gặp duyên không đồng. Nếu mà những đức mà có cơ hội giải đãi như người ta thì những đức cũng giải đãi. Rất là may là cái nhân duyên của những đức không có giải đãi được. Giống như chỉ cần gục gịch một chút thôi thì ở phía sau bao nhiêu cái búa nó búa tới, quý vị chạy không? Phải chạy. Vừa mỏi một chút là phía sau búa tới là chạy. Đó là cơ hội mà những đức không giải đãi được. Phải cố gắng, phải động não thường xuyên. Đó là gặp duyên không đồng thôi. Còn nếu anh em mà có cảm giác thì những đức khuyên quý vị, quý vị cũng đừng có nên giải đãi. Vì cái chỗ ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng mà. Mình giải đãi thì sao mình được lợi ích. Nên chùa chúng ta cách nay gần 2 tháng, những đức có đưa lên một số tư tưởng, hình như qua tháng 9 rồi đó nha. Tất cả phòng ốc của các chú, các vị xuất gia không có đem thức ăn thức uống gì mà về phòng ăn nữa nghe không?
Buổi tối công phu về là tuyệt đối không có ăn cái gì á. Trước gần 2 tháng những đức đã nêu lên cái phần cư sĩ nam và người xuất gia đó. Bên chú Phong thì giao cho bên cư sĩ nam, chú cứ theo cái nội quy đó mà làm việc rõ ràng. Vì những đức đưa lên gần 2 tháng trước, bên người xuất gia thì những đức nhờ thầy Đức Ngộ, ông lớn nhất ở trong đó đó, ông kiểm tra phụ những đức tay, mình phải làm được vậy thì phải hướng cư sĩ được, phải nhớ không, cái chỗ này phải rèn luyện. Chúng ta đói một chút chúng ta ngủ đi, từ từ giết hết đói. Cái gì cũng do mình tập chứ, phải quyết chí chứ. Có nhiều bữa nó đói quá, bụng nó kêu rọt rẹt, nằm chịu niệm Phật một chút mày cũng ngủ. Còn nếu mình đi ăn thì mình chịu thua nó rồi. Cuối cùng mình ăn hoài, trong khi ngày ăn 3 bữa là nhiều lắm rồi, ăn thêm gì nữa chứ. Rồi mai mốt mình thọ tỳ kheo rồi, ít gì cũng có được một chút chứ. Không có ăn phi thờ thêm nữa. Mình thì bây giờ quá ngọt không ăn thì chịu không nổi rồi. Thì bây giờ một ngày mình ăn 3 bữa là được rồi. Ngoài 3 bữa đó không có ăn cái gì chứ. Không phải là ra làm chút xíu bắt đầu là vô lấy bánh đồ ra ăn, không có đúng không. Mình đi làm chút xíu là mình đem đồ cho mình ăn rồi. Thời gian làm có bao nhiêu đâu. Trong chùa những đức đưa ra thời gian làm việc chỉ có sáng 7 giờ làm tới 10 giờ là phải nghỉ. Trưa là ngủ thức dậy 1 giờ 30 thì rửa mặt đồ cũng gần 2 giờ. Làm có 3 giờ là nghỉ rồi. Làm có 1 tiếng mấy đồng hồ vô nghỉ. Bây giờ làm một chút đó mà đem đồ ăn ra ăn thì quý vị nghĩ làm được cái gì. Chắc chúng ta đi ăn chứ đi làm gì. Làm là ra làm, còn cái giờ ăn là ra ăn. Ít gì người mình nó cũng quy tắc một chút xíu trong con đường tu cũng có được. Nếu mà nó bừa bãi thì quý vị nghĩ tu cái gì. Có một lần những đức đến một khu chuyên tu, thì những đức ở đó tu đâu khoảng 3 tuần. Thì những đức gặp một số anh em ở trong khu chuyên tu đó. Những đức hỏi mấy ông, mấy ông nói chuyên tu cái gì chú ơi, chuyên ăn á. Chú ở đây 3 tuần chú thấy không, đồ ăn thức uống ở đây so với ở trên chùa trên, ở đây nó quá phong phú à. Đồ ăn nó quá nhiều rồi, nó quá đầy đủ à. Nên thôi ăn ngán hết. Mua cái gì cũng mua đồ mắc tiền ăn không à. Ở đây là chuyên ăn chứ chuyên tu gì. Đó là những đức khi mà đến 3 tuần ở nơi đó, thì người ở nơi đó mà nói với những đức nghe vậy, người ta biết như vậy luôn. Nên những đức rất là mong người tu đạo chúng ta ăn cũng phải ăn, nhưng chúng ta ăn vừa một khoảng nào để chúng ta sống chúng ta tu. Chứ không phải là chúng ta càng tu mà càng ham ăn. Vậy làm sao mà hướng đến chỗ giải thoát hả quý vị. Nếu chúng ta là người tu mà cái gì chúng ta cũng ham á, thì làm sao mà chúng ta tu có sự an vui được hả. Rất là mong những cái lời nói này người người nghe mình ngồi suy nghĩ lại. Mình tu mà mình càng ngày càng tăng trưởng cái ngũ dục lục trần hay là càng ngày càng giảm. Nếu càng ngày càng giảm thì nó có lợi ích. Nếu mà càng ngày nó càng tăng thì mình đi tu làm chi mà càng ngày mình càng tăng chỗ đó. Sao mà có được chỗ an vui trong đạo quý vị. Nên cả chúng chùa này đều là mỗi người phải tập. Phải tập, tập giết rồi thành quen à. Một ngày 3 buổi cơm. Chúng ta cần ăn cái gì thì phải mua cho cả đại chúng ăn giống với nhau. Một ngày 3 buổi cơm. Đói gì cũng không ăn nữa. Nhớ. Tất cả đại chúng đều là phải tập như vậy.
Chỗ này những đức rất mong đại chúng của mình làm được. Những đức tin rằng là ai ngồi trong đây cũng làm được cả. Chúng ta biết được chỗ này làm được. Nếu mà bây giờ kêu chùa này ăn hai buổi, buổi chiều không ăn, thì trong chùa này nhiều người sẽ không chịu nổi. Nhưng chúng ta giữ ba buổi ăn bình thường, dẹp cái chỗ là ăn thêm, thì chắc chắn cả chùa này ai cũng làm được hết. Bảo đảm 100% sẽ làm được. Phải có tâm quyết, phải kiên trì. Gặp được Phật Pháp khó lắm, hôm nay đã gặp được rồi. Những đức đọc mấy công đoạn trong quyển sách An Sĩ Toàn Thư cho quý vị nghe, để biết được những chỗ tạo phước duyên vô cùng thù thắng. Phước báo tu sửa tháp Phật. Sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, có 7 ngôi tháp được xây dựng để thờ phụng Xá Lợi Phật. Sau nhiều năm, các tháp ấy hư hỏng, không ai tu sửa. Có một vị trưởng giả thấy vậy, liền bảo mọi người rằng: rất khó được xin vào thờ có Phật Pháp, lại cũng rất khó được xin làm người. Tuy được làm người, nhưng nếu xin vào những nơi xa xôi hẻo lánh, chậm phát triển, hoặc xin vào nhà tà kiến, ắt không khỏi bị đọa lạc. Nay chúng ta được xin vào thờ còn có Phật Pháp, không thể để luống mất nhân duyên tốt đẹp này. Nói rồi liền hướng dẫn 93.000 người khác cùng tu sửa các tháp Phật, lại cùng nhau phát lời nguyện rằng: nguyện cho đời sau không rơi vào ba đường dữ, tám hoàn cảnh khó tu tập Phật Pháp, được gặp Đức Phật Thích Ca ra đời, trong pháp hội đầu tiên thảy đều được độ thoát. Về sau tất cả những người này, sau khi mạng chung, đều được sinh lên cõi trời, cuối cùng được gặp Đức Phật Thích Ca xuất thế, quả đúng như lời phát nguyện ngày trước. Đức Phật kể lại chuyện này xong lại dạy rằng: vị trưởng giả đứng đầu ngày ấy nay chính là Đức Vua Bình Sa nước Ma Kiệt Đề. Còn 93.000 người cùng tu sửa tháp Phật ngày xưa nay đều ở trong số những người được gặp Phật nghe Pháp. Phước báo tu sửa tháp Phật, phát khởi tâm này. Thì quý vị thấy rằng có nhiều vị hòa thượng, các ngài biết được dung trồng công đức phước báo nhân duyên, các ngài làm nhiều mạng. Hòa thượng chúng ta, quý vị coi đi, nơi nào ngài ở là nơi đó có bảo tháp thờ Xá Lợi Phật vô cùng là trang nghiêm. Đại chúng trong chùa, quý vị lên trên Đại Tùng Lâm thấy bảo tháp hòa thượng xây, trong đó để 1.000 pho tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và bên dưới thì nhiều bộ tượng Phật rất đẹp. Thờ Xá Lợi Phật trong đó. Khi chúng ta đọc lên công đoạn này thì biết được rằng các vị đại lão hòa thượng, các ngài dung trồng phước báo nhân duyên. Hòa thượng hiện tại ngài đang bị bệnh, nhưng quý vị biết rằng khi đến thăm ngài, ngài rất là dễ tính và ngài vui vẻ vô cùng. Những đức nhìn ngay chỗ này thì những đức
ngồi kiểm nghiệm qua là nhân duyên phước báo của hòa thượng tu hành ngày âm được. Nên tuổi già của hòa thượng khi bệnh đau thì ngài rất dễ tính, và gương mặt của ngài vô cùng quan hỷ. Cô Chính nói rằng nằm bệnh một thời gian khá dài, nhưng số ký của hòa thượng không xuống ký. Và một số anh em ở đây qua thăm hòa thượng, quý vị thấy rõ ràng hòa thượng vô cùng là vui vẻ hoan hỷ. Dù là thân bệnh đau nằm đó, nhưng một ngày cũng giải quyết rất nhiều vấn đề cho giáo hội, không có bỏ công việc. Những đức nêu lên chỗ này để anh em chúng ta còn trẻ mà trịch một chút thì chúng ta bỏ tu, bỏ việc. Chúng ta còn khỏe tại sao chúng ta lại giải đãi? Trong khi hòa thượng bây giờ ngày lớn tuổi như vậy, ghinh chậu, cụp xương sống nằm như vậy mà còn phải làm việc. Chính nhận đức thấy rõ ràng, bữa mà nhận đức xuống dưới Vũng Tàu thăm hòa thượng, lúc đó hòa thượng chưa đi được, chưa ngồi được, là nằm. Nhưng nói chuyện một chút thì thị giả đem điện thoại vào, công việc của giáo hội, điện thoại, việc này việc kia, hòa thượng trả lời sắp xếp công việc. Dù là bệnh đau nhưng vẫn nhiệt tình làm việc như vậy. Còn một hơi thở là còn phục vụ chúng sanh. Đó là hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta phải gần gũi, nhìn nhận rồi học tập, phải kiên trì. Chúng ta không làm được như ngài, nhưng chúng ta cũng làm được một phần nào giống ngài chứ. Phải có tâm huyết. Thân này dù có bỏ mạng đi chăng nữa cũng không sợ. Sợ nhất là giải đãi, sợ nhất là bỏ tu, sợ nhất là chỗ này. Vì huệ mạng mà không dung bồi thì chỗ này là khổ nhất đó. Thân này có chết nhưng huệ mạng có thể biết dung bồi thì chết cũng không sợ. Nhưng nếu thân này còn sống mà huệ mạng càng ngày càng mất đi thì đây là chỗ đáng sợ vô cùng. Phải có tâm hy sinh vì đạo, tu mới có thể tiến tu. Phải nhiệt tình, dùng nhiều phương tiện để mà giúp chúng sanh. Hôm qua Nhận Đức nói chuyện với mấy anh em, Nhận Đức nói rằng anh em để ý, chúng ta hướng dẫn Phật tử chưa có lâu, thời gian quá mau đây thôi. Như vậy mà cái phương pháp này người tiếp nhận quá nhiều rồi, trong khi cái phương pháp này cũng không phải là phương pháp mình tạo ra nữa, mà là phương pháp của người đi trước. Các ngài đã sắp xếp sẵn hết rồi. Khi Nhận Đức nói đến chỗ này thì Nhận Đức mới nghĩ ra rằng dù là thầy tổ, dù là cha mẹ có vẽ cho đứa con này một bức tranh rõ ràng công thức ta đã thành công, nhưng quý vị tìm ra được một người học trò, một đứa con mà có thể theo di ngôn đó mà làm cũng không tìm được đó quý vị à. Không dễ tìm được. Vì sao? Vì nhận thức được hay không mà tìm được. Nếu nhận thức được thì thấy cái này tuyệt vời quá, làm sao chúng ta bỏ? Vẽ tranh để lại cho họ sẵn đó, họ còn chưa chắc làm. Những đức ti là thằng khờ, nhưng biết nhận thức được cái chỗ thành công đó. Cái môn lễ Phật mà chúng ta đang lễ nè, cái môn này là cái môn tuyệt chiêu nè. Cái môn lễ Phật này nè, tuyệt chiêu đó. Người nào mà tiếp nhận cái môn lễ Phật này nhất định là quý vị phát khởi được chắc chắn. Vì những đức thấy rằng cái môn lễ Phật này cũng như là lượng sống vậy đó,
nó cuốn cái người mà niệm Phật vậy đó. Tuyệt lắm. Môn lễ Phật này là thầy Giác Nhàn ông rất là cực, ông đi lụm lặt, ông ghép từng công đoạn mà nó ra được như vậy đó. Tới đời của những đức thì những đức thấy đây là của báo, ai bỏ nhưng mà mình phải cố gắng lụm cái chỗ này để sử dụng, phải kiên trì mà sử dụng cái môn này. Tới đời của những đức là phát triển cái chỗ này đặc sắc nè. Nói cho anh em nghe nè, chiếc máy MV3 này là một tư tưởng đặc sắc. Tuy là hướng dẫn Phật tử chưa lâu, nhưng người mà ở nhà mà cùng tu với mình thì quá nhiều rồi. Người người gặp mình họ đều nói rằng dù con có nghe ai giảng pháp nhưng phương pháp tu là con sử dụng phương pháp này vì ở nhà tu được. Khi chúng con lúc trước ở nhà một mình thui thủi tu, tu không được, một thời gian đều là bỏ công phu. Nhưng mà từ khi có chiếc máy âm điệu lễ Phật thu âm sẵn, khi chúng con bật lên thì giống như một số lượng người rất là đông cùng niệm Phật với chúng con. Từ nơi ngay chỗ này mà giữ được thời khóa công phu, sáng tối vô cùng là ổn định, tâm của con vô cùng là ổn định nhờ công phu sáng tối. Rất là nhiều người ở với Vũng Tàu có một huyện một xã vậy đó, họ gặp những đức, họ nói rằng khi mà buổi chiều 6 giờ đi nguyên một đoạn đường đó là quý vị đều nghe cái phương pháp tu giống hệt như chúng ta ở đây, nguyên một đoạn đường. Đây là quý Phật tử gặp những đức họ nói đó nghe. Thì rõ ràng phương pháp này hữu hiệu, có thể nương theo mà tu được. Còn nếu một mình niệm một mình lại, nhất định là bỏ cuộc, chắc chắn bỏ cuộc. Chùa này nếu mà không có người hướng dẫn niệm trước cho quý vị niệm theo, để tự mỗi một người tự niệm tự lại thử có một chút, ở trong đây còn ngồi được mấy người. Đừng nói chi là ở nhà một hai người mà có thể tự niệm rồi tự lại tự ngồi tu mà có thể tu được. Rất là cần nương vào cái công cụ chiếc máy. Bật lên thì trong chiếc máy phát âm chúng ta tụng kinh theo, trong chiếc máy phát âm câu Phật hiệu chúng ta niệm theo, thì giống như là chúng ta có bạn đồng tu cùng tu, nhờ như vậy mà tu được. Phương pháp này là phương pháp đặc biệt trong thời đại hôm nay. Quý vị phải nhớ rằng cuộc sống con người càng ngày càng bận bịu, không phải lúc nào cũng có thể bấm lên trên mạng internet. Nhưng khi bấm lên mạng internet thì có màn hình, nhìn vào màn hình lâu thì cặp mắt này có vấn đề rồi đó, chắc chắn. Nhưng chiếc máy MV3 quý vị có thể cầm theo bật lên, giữ pin gần 20 tiếng, đi làm cái gì cũng có thể nghe được. Và đi vào đồng hay đi chỗ nào, quý vị cũng có thể bật điệu lễ Phật lên, quỳ xuống mà lễ Phật đều được hết. Vô cùng là tiện lợi, quá tiện lợi rồi. Nên những đức nói rằng phương pháp này là phương pháp hữu hiệu. Thêm chừng 3 năm nữa thôi thì cái phương pháp lễ Phật của thầy Giác Nhàn những đức sẽ phổ biến quý vị coi rộng đến cái mức khắp nơi luôn đó. Đây là phương pháp của thầy đó. Chỗ làm này những đức không có quan trọng cái danh nằm trong đó, vì phương pháp này là của thầy Giác Nhàn ở tỉnh Thác Quan Âm thôi. Và cách tu ở đây đều là toàn bộ những đức ở bên cạnh thầy mà học được, chứ làm gì những đức biết được. Quý vị biết những đức từ khi mà đi tu, những đức có đi tìm ở đâu học hỏi ở đâu mà biết. Chỉ có đúng ở tỉnh Thác Quan Âm 5 năm thì ra khỏi tỉnh Thác Quan Âm là đem toàn bộ phương pháp đó áp dụng ở đây đó. Chỉ có một số chỗ những đức chỉnh lại, một số chỗ thôi.
Từ nơi đó phương pháp này là phương pháp đặc biệt. Chắc chắn rằng chúng trong chùa tu rất ổn định, và ở nhà cũng tu rất ổn định. Phải nương theo chỗ đó mà tu hành. Nhất định là hai thờ công phu sáng tối không bỏ, không bỏ. Tạo nhân duyên, tạo phước báo với chúng sanh. Tuổi già nhất định là tâm định niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Chư thiên rải hoa cúng dường. Thời xưa có một người nông dân xây dựng một căn phòng nhỏ dâng cúng cho một vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán, hiệu là Ly Việt. Căn phòng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho ngài tạm đặt thân nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng người ấy có sửa dọn chung quanh căn phòng để có chỗ cho ngài đi kinh hành. Về sau người nông dân ấy qua đời, liền được sinh lên cõi chờ đau lợi, được sống trong một cung điện rộng vuông vức mỗi bề 4.000 dặm. Người ấy tự biết phước báo được hưởng đó là do nhân duyên đời trước đã xây dựng căn phòng nhỏ cúng dường vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán, liền mang hoa tươi cõi chờ đến rải xuống cúng dường nơi căn phòng vị tỳ kheo Ly Việt cư ngụ, khắn rằng: ta ngày xưa bất quá chỉ xây dựng một căn phòng nhỏ vách đất sơ sài, không ngờ ngày nay được hưởng phước báo lớn lao như thế này, nên đặc biệt mang hoa đến đây rải xuống cúng dường. Gặp một người chăn tu tu đạo giúp đỡ cho họ tu hành. Quý vị nghe rất rõ ràng, không dễ tìm rồi. Xã hội hôm nay quý vị tìm một người có tâm huyết xả mình vì đạo không dễ rồi đó. Những đức thấy hòa thượng của mình có tâm xả mình vì đạo, tâm huyết vô cùng là lớn. Nên ngôi Tam Bảo này ngài cực khổ xây dựng lên, thì cuối cùng cũng là có hoa có quả đó. Tuổi về già nhìn ngói đạo tràng hưng khởi niệm Phật tu hành, trong lòng của hòa thượng nhất định là an ủi lắm. Công đức phước báo này, dòng họ của hòa thượng từ cha mẹ anh em đều hưởng rất là lớn. Vì mảnh đất này là mảnh đất cha mẹ của hòa thượng rất là cực, lúc còn là rừng rú, gai mai dương, họ cực khổ dọn dẹp trở thành một khoảng đất lớn như vậy. Những đức độc chuyện viết của hòa thượng, hòa thượng có kể một công đoạn: khi dọn gai gốc, chỗ nào gai mai dương nhiều thì người cha nói rằng: thôi ông qua bên kia ông nhổ cỏ đi, để chỗ này cho tôi làm. Có nghĩa là nơi đất này ngày xưa rừng rú bỏ quan. Người dân ai chịu cực khổ khai phá ra thì là đất của mình. Nên ở nơi đây ngày xưa cha mẹ của hòa thượng, anh em của hòa thượng cùng khai khóa chỗ này gần 50 mẫu đất chỗ này. Thời gian sau này thì đưa một số lượng đất qua cho nhà nước khu công nghiệp. Người ta cũng trả tiền bạc vàng lại cho hòa thượng. Hòa thượng đều đem vàng bạc đó để mà kiến thiết xây dựng Đại Tùng Lâm.
cho đại chúng, mở cái trường Phật học để đào tạo tăng tài, hết lòng phục vụ chúng sanh. Ngôi Dạ Lam Tổ Đình Hộ Pháp là sau này mới xây dựng lại chánh điện to này. Còn ban đầu không phải Hòa Thượng đem tiền đó xây dựng ở đây trước, mà là xây dựng bên Đại Tùng Lâm trước. Từ cái tâm lượng lớn như vậy nên mới chiêu cảm một đại chúng lớn này mỗi ngày niệm Phật, an ủi tuổi già của Hòa Thượng khi xây lên ngôi Dạ Lam hùng vĩ như vậy. Chỗ này là chỗ an ủi. Công đức phước báo này vô cùng thù thắng. Chúng sanh bao nhiêu người nương vào chỗ này mà được nhờ đó. Quý vị vừa nghe qua công đoạn chúng ta đọc, chỉ có xây một căn phòng nhỏ, tạo điều kiện cho một vị tu đạo chăn chanh, mà công đức phước báo họ hưởng được lớn như vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất có lần nhìn thấy một vị thiên nhân đến rải hoa lên xác chết, hết sức cung kính, liền hỏi nguyên do. Vị thiên nhân đáp: đây chính là thân xác đời trước của con, lúc con còn sống nhờ có thân này để hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sa môn, làm nhiều việc lành, giờ đây mới hưởng phước cõi trời, nên con rải hoa cúng dường thân này. Không bao lâu sau, ngài lại thấy vô số quỷ dữ, mỗi con quỷ ấy đều dùng roi đánh vào một xác chết, liền đến hỏi nguyên do. Các quỷ đều đáp rằng: đây chính là thân xác đời trước của con, lúc còn sống do thân này làm những việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ngỗ nghịch với cha mẹ, quỷ bán tam bảo, khiến cho ngày nay phải chịu đủ các khổ não, nên con dặn mà dùng roi đánh. Xét như trên thì có thể hiểu được việc thiên nhân đến rải hoa lên căn phòng của tỳ kheo ly việt để cúng dường. Quý vị nghe qua nhân quả vô cùng sâu sắc hay không? Thân này, đời này còn tồn tại, dùng thân này làm lợi ích chúng sanh, phước duyên thù thắng, được sanh lên cõi trời hưởng phước. Nhớ đến thân xác này, đem hoa đến để mà rải cúng dường, cảm ơn cái thân này, nhờ có nó mà ta đã từng làm được chỗ tốt. Dù bây giờ mắt thân còn bộ xương, nhưng vẫn là cảm ơn nó, rải hoa cúng dường. Còn dùng thân này tạo nghiệp, đỏ làm loài quỷ, loài quỷ này hận cái thân này, cầm cây đến để mà đập cái xác đó. Vì tại mày còn xin tiền mà tao đi làm ác, bây giờ tao phải bị chầm lưng trong loài quỷ đói khổ như vậy. Nên 14 lời Phật dạy có một câu: kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Vì mình phần nhiều thường đi làm ác, chứ không ai xúi mình cả, vì do chúng ta mê mờ đi làm ác. Dùng thân chỉ có mấy chục năm mà tha hồ làm ác, để chầm lưng đỏ lạc vô lượng kiếp không có ngày ra. Phải được nhắc nhở, bây giờ còn thân này, phải dùng thân này để tạo nhân duyên phước báo vô cùng thù thắng. Những công đoạn chúng ta đọc toàn bộ là họ tạo phước duyên được sanh lên cõi trời. Còn chúng ta hiện tại gặp được tịnh độ niệm Phật, chúng ta không cầu sanh cõi trời, mà chúng ta muốn niệm Phật có được tín nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc. Đây mới là chỗ chấm dứt luân hồi, chấm dứt cái khổ, và độ chúng sanh vô lượng,
Thầy cố gắng. Nói nghĩa vợ chồng. Trong thành Xá Vệ có một vị trưởng giả từng xây dựng chùa chiền, tháp Phật. Sau khi ông qua đời liền được sinh lên cõi trời. Từ đó người vợ thương nhớ chồng, thường đến quét dọn ngôi chùa do chồng bà xây dựng trước đây. Một hôm, người chồng từ xa lên tiếng nói với bà rằng: ta là chồng của nàng ngày trước, nhờ công đức xây dựng chùa nên đã được sinh lên cõi trời. Vì thấy nàng luôn thương nhớ ta nên đặc biệt từ cõi trời giáng hạ xuống đây. Chỉ tiếc vì thân người ô uế chẳng được thanh tịnh như chư thiên, nên chúng ta không thể gần nhau được nữa. Nếu nàng vẫn muốn làm vợ ta thì nên thường cúng dường Phật và chư tăng, quét dọn chùa chiền, tháp Phật, phát nguyện được sinh về cùng một chỗ chờ với ta. Người vợ làm theo đúng lời ấy, sau khi mạng chung quả nhiên được sinh lên cùng một cõi chờ ấy, cùng nhau nói nghĩa vợ chồng. Cả hai cùng đến lễ Phật, được Đức Phật thuyết pháp cho nghe, liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Cõi chờ dục giới, họ vẫn là hưởng ngũ dục vô cùng là phong phú. Công đoạn này khi chúng ta đọc qua thì chúng ta giảng rộng ra cho mỗi một người tự chọn. Nếu những cặp vợ chồng nào mà muốn hưởng phước báo nhân duyên ở bên nhau được lâu dài thì quý vị cố gắng tu thập thiện, bố thí cúng dường, có tâm hỷ xả, chân thật mà tu, phát nguyện sinh lên cõi chờ cùng một tầng chờ, sẽ nói nghĩa vợ chồng với nhau ở trên cõi chờ, hưởng lâu lắm đó, đặc biệt lắm. Nhưng nếu quý vị muốn giải quyết luôn vấn đề sanh tử thì tất cả công đức phước báo tu đó đều hồi hướng về cực lạc. Phát nguyện cầu sanh cực lạc, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đời này tôi với bà là vợ chồng của nhau, sống với nhau mấy chục năm, hai vợ chồng ta cùng niệm Phật cho tốt, đều là phát nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc. Ở thế giới cực lạc gần bên nhau, mỗi ngày nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, không còn bị cái chỗ già, bệnh và chết. Còn ở cõi chờ vẫn có cái chỗ hoại, dù là sanh vào chờ sắc giới, từng chờ cao nhất là vô sắc giới, vẫn là hết phước duyên rồi hoại, vì vẫn còn nằm trong ba cõi. Phật đã nói trong kinh rằng là ba cõi bất an như căn nhà lửa. Từ nơi đó mà sanh về cõi chờ vẫn còn phải rớt lại trong lục đạo luân hồi, rồi sẽ bị đi đọa lạc. Nhưng nếu chân thật mà niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc thì đây là chỗ chấm dứt luân hồi. Phước duyên của thế giới cực lạc thì cõi chờ không thể nào so sánh được rồi. Quý vị tụng trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy rất rõ ràng đó. Vua cõi chờ làm sao mà so sánh với nhân dân ở thế giới cực lạc được. Từ phước duyên, thần thông, nhan sắc, họ không thể nào so sánh được với người ở thế giới cực lạc. Quý vị nghe những công đoạn này,
phải khoát tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc. Dù là vợ chồng ở bên nhau, thương yêu nhau cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mục tiêu quan trọng nhất muốn giải quyết vấn đề sanh tử thì phải niệm Phật cầu sanh cực lạc. Sáng hôm nay chúng ta học tập đến đây, xin mời quý vị chắp tay lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.